Xin chào anh em đã quay trở lại kênh của Tuấn Mô Tô nha. Hôm nay Tuấn Mô Tô tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe Super Harley 170 nha, dòng xe máy V nha anh em. Xe này rất là đẹp luôn nè, kính hậu có đèn luôn, rất là đẹp nha. Dòng xe này máy V nha anh em. Đây là 170 nha, hạt sấp 3 hạt lây 170 nha, dòng xe máy V nha, kiểu dáng châu Âu nha. Kiểu dáng này kiểu dáng cổ điển rất là đẹp luôn. Bánh này cực kỳ lớn nha, bánh trước cực kỳ lớn. Này lỗ của cái có chìa kèm theo luôn cho anh em, chìa em quên đem theo là có chìa kèm theo khóa lại cho anh em. Dòng xe này máy V nha, rất là đẹp luôn. Kiểu dáng rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ đẹp nha. Và giá của nó là 68 triệu nha. Anh em nào mua thì liên lạc em theo số điện thoại 0369669659 để chốt giá nha. Hoặc tới địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha, để xem xe nha. Này là phục nó nằm dưới nha, hai cái phục nó nằm dưới gầm nè. Anh em nhìn không bao giờ thấy phục được. Bánh sau cực kỳ lớn luôn. Xe này anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi nha, không cần làm cái gì hết nha. Vì quá tuyệt vời, quá đẹp luôn. Anh em nào cũng thấy video hay xe đẹp thì anh em bấm like giùm em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha, để theo dõi nhiều video sau, nhiều xe hơn nha. Còn anh em nào đăng ký rồi thì bấm like hoặc chia sẻ giùm em nha. Dòng xe này là Super Harley 170 nha. Dòng mệnh giá là Super Harley, anh em nhớ là Super Harley 170 nha. Kiểu dáng châu Âu rất là đẹp luôn. Giá tiền của nó là 68 triệu nha. Anh em nào mua thì liên lạc em tới số điện thoại là 0369669659 để chốt giá nha. Nha, đồ để chân rất là đẹp luôn. Vừa để chân vừa chống đổ luôn nha. Cái này cũng là cái chống đổ luôn nha anh em. Rất là đẹp. Thank you.
Kiến hậu có đèn luôn nha, kiến hậu có đèn luôn, có đèn sáng luôn. Đây là nút xin đường, còn xi nhan là đây nha. Rất là ok. Đèn trước đèn led luôn, rất là sáng. Đèn trước đèn led rất là sáng, rất đẹp. Phục trước phục upside down nha. Phục trước là phục upside down. Anh em để ý, phục trước là phục upside down, rất là đẹp. Những dòng xe cô cấp mấy phục trước upside down nha, còn không là phục bình thường nha. Anh em để ý nha, phục trước phục upside down là những dòng xe cô cấp mới là phục upside down. Bánh trước rất là lớn, 90-90-21 nha, rất là lớn luôn. Phục trước phục upside down nha, những dòng xe cao cấp mắc tiền mới có phục trước phục upside down nha anh em. Moto Sapa Harley 170 dòng xe máy V nha, hai máy. Kiểu dáng rất là đẹp, kiểu dáng châu Âu nha. Rất là đẹp nha. Ổ khóa này anh em để ý nha, khóa này là rất là thịt luôn. Có thêm cho anh trên cái chìa luôn. Khi mà anh em rút cái chìa anh em khóa lại thì không bao giờ bật được nha, không bao giờ bật được. Cuối video sẽ tới tiếng máy nổ nha anh em nha. Máy rất là êm, nổ rất là lực, rất là mạnh nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh của Tuấn Moto nha, để theo dõi nhiều xe bên Tuấn Moto hơn nha. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì bấm like hoặc chia sẻ giùm em nha. Phần khối 170 anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường nha, anh em không cần đổi bằng lái nha. Từ khi nào anh em chạy trên 175 anh em mới đổi bằng lái nha, để ý nha. Còn cái này là 170 anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường nha.
Bên em cửa hàng em còn rất là nhiều dòng xe Rebel nha. Suzuki GZ 150 cũng có luôn, Suzuki AM 150 cũng có nha. Honda Phantom Wing cũng có luôn, anh em nào mua thì ghé cửa hàng xem nha. Địa chỉ là 262 đường Văn Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha, để xem xe trực tiếp nha. Em sẽ tới tiếng máy nổ cho anh em nghe luôn. Rất là êm nha, gân tay rất là nhuyễn luôn.